Bước 1, mở trình duyệt web. Bước 2, nhập trang web miniworldgame.com. Bước 3, bấm vào nút Google Play, hoặc các em cũng có thể bấm vào nút Official APK cũng được nhé. Bước 4, bấm vào nút Download. Sau đó, bấm vào file vừa tải xuống, cài đặt, chờ một tẹo nha để cho game được tải xuống. Bây giờ thì các em có thể mở game lên, đăng nhập vào tài khoản của mình và chơi vào tuyệt đối. Ok và hello, chào mừng quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Vịt đây mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả một cái video mini world nữa, cùng với cả Mr. Vịt và bộ ba bá đạo, nhưng trong phiên bản không có Tibido, mà đây có chị Crut, là chị Cà Rốt Camui nha. Hôm nay mình và Phong Cợ TV và Camui sẽ làm một cái nhiệm vụ, đó là thử thách chiến đấu với cả 1.000 Simi Yandere, bạn thấy không? 1.000 Simi Yandere luôn bạn. Bạn nào không tin thì có thể ngồi đếm đủ 1.000 thì thôi nha. Trời ơi. Và nhiệm vụ chúng mình là sẽ phải cứu một cái nàng tiên đứng ở tít trên cao các bạn kìa. Và để mà làm được điều đó thì chúng ta phải tiêu diệt, phải đấu với cả 1.000 Simi Yandere bạn. 1 Simi Yandere đã đáng sợ rồi, mà đây 1.000 Simi Yandere thì càng đáng sợ hơn. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn nhớ cho mình một like, một subscribe, chia sẻ video này lên trên Facebook để ủng hộ mình nha. Bạn nào là người mới xem hoặc là fan chân chính của Mr. Vịt thì nhớ ấn vào đăng ký và ấn vào cái chuông để nhận được tất cả thông báo từ phía mình nha. Nhớ chọn mục nhận tất cả thông báo nha. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu ngay thôi nào. 1.000 Simi Yandere lung lay. Không, chị yên tâm đi, em đã tính hết rồi. Thì á, Simi Yandere nè, thì khi mà chị giết được một Simi Yandere á, thì trong người Simi Yandere sẽ có một viên kim cương và một cái bánh mì hồi máu. Ok, ôi, hiểu. Nàng tiên, ôi cứu, okay. cứu bà ấy được cái gì vậy? Ôi, thì đây chính là nàng tiên đang bị bắt cóc mà. Chúng ta chỉ cần cứu nàng tiên thì nàng tiên sẽ cho chúng ta điều ước vậy đây. Ok bạn ơi, thì trong đây nó có một cái rương nữa bạn. Thì cái rương này chúng ta sẽ có mũi tên, kèm theo đó là một cái cung tên nữa bạn ơi. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái mũi tên này nè, với lại cung tên này chúng ta gọi là bắn cho cái gọi sao ta, cái lồng trên đây nó sẽ mở ra. Thì cái lồng này mở ra thì gọi là những nàng gọi là Simi Yandere sẽ rơi xuống dưới, và mình với Camui với anh Dịch sẽ cùng nhau tiêu diệt gọi là 1.000 gọi là Simi Yandere nha anh em. Ok, bây giờ bắn vô cái này nè. Sẵn sàng chưa? Ok, sẵn sàng. Từ mình phải tìm chỗ, mình phải chọn chỗ chứ không rơi xuống cái chắc mình chạy không kịp. Ok, mọi người leo lên trên cái cây cột, nấp trước đi nha. Giờ em sẽ thả 1.000 Simi Yandere rơi xuống nè. Ok. Đã có súng, đã lên đạn. Bắn đi. Ok, đã có súng, Dịch đã có súng, Camui có súng chưa? Camui cũng có súng luôn. Camui là một cô gái có súng. Ok. Rồi ok, bây giờ hai người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi ok, em thả 1.000 Simi Yandere xuống nha, chuẩn bị nha. 3 2 1 vô. 3 2 1. 1.000 Simi Yandere luôn. Trời ơi, bạn nhìn nè, thấy không? Khuôn mặt đây, cái này chính là khuôn mặt của Simi Yandere nè, nhìn trong rất cái mặt hung hăng quá Phong ơi. Đúng rồi, không hề dễ thương như Simi chút nào cả. Trời ơi, em sẽ dùng cung em bắn đó. Ôi trời ơi, bóp đứt lên Phong ơi. Alo. Sao lần nào Dịch cũng bị mấy con Yandere bóp đứt thế vậy? Ê, nói chuyện với Mây sao anh? Thấy trai đẹp là mê em ạ. Trời ơi, Dịch mà đẹp trai gì? Phong đẹp trai thì có. Ok, bây giờ Phong nhìn đây Phong ơi. Nhìn này. Nhìn gì anh? Bắt cua qua đầu. Wow, anh Dịch chơi bắt cua gọi là nhảy qua đầu của Simi Yandere luôn. Không sợ gì. Rồi xong Dịch. Headshot. Ôi, đang bị đánh sắp mặt các bạn ơi. Ôi, lấy cái kim cương này mình đổi được đạn đúng không Phong? Đúng rồi anh. Ok rồi, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cùng với anh Dịch với lại Camui tiêu diệt Simi Yandere nha. Ôi đông quá Camui. Đổi đạn nè. Kim cương của chị em ơi. Mà bắn đi, trời ơi, nhiều này mà nó hết hết được. Trời ơi, nhiều lắm. Trời ơi, đậu xanh, đậu xanh Simi. Mình chỉ cần gọi là Simi Yandere thì chúng ta sẽ lụm được bánh mì với lại kim cương rồi mày, thấy không? Ê, bà Camui, bà chơi hai dụng kìa Phong ơi. Đây. Sao chị? Bà ấy đứng trên cái trụ đó, bà không thèm xuống đâu. Trời ơi, Camui là con gái mà. Trời ơi, Camui, chị nhảy xuống đây luôn đi, bắn cho vui. Coi nè, thấy không? Quá trời Simi Yandere luôn, tha hồ bắn. Bắn Simi Yandere rất là kim cương này mà rất là cả bánh mì luôn nè, ăn là hồi máu mà lâu gì. Trời ơi, mình khỏe. Đúng rồi. Hết đạn thì leo lên chơi. Ấn vào cái bàn chế tạo kìa ba. Đúng rồi. À, nạp đạn vô. Simi Yandere. Ê Phong ơi, sao Simi Yandere này còn cái kiếm mà nó không xài ta? Ờ ha, sao Simi Yandere sau lưng nó đeo cái kiếm mà nó không lấy kiếm là nó chém anh em mình ta? Chứng tỏ là Simi Yandere chỉ khỏe với thể lực thôi, còn là trí tuệ IQ rất thấp. Ôi, mình sẽ kể cho các bạn nghe tại sao mình lại gọi là Simi Yandere nha. Đây mấy bạn ơi, mấy bạn, mình sẽ giải thích cho các bạn, những bạn nào chưa biết á, lý do vì sao mình lại gọi đây chính là Simi Yandere nha. Là bởi vì á, là Simi á, nhìn rất là dễ thương luôn đúng không? Còn các bạn Simi nè thì không hề dễ thương một chút nào cả, bạn xem thấy không? Cái khuôn mặt thì nhìn ác
độc ơi là ác độc luôn, mà còn gọi là thích gọi là màu màu đen với màu đỏ, màu màu của máu nữa chứ, trời ơi trời, đúng là yêu quái Simi. Ê Phong ơi, anh nâng cấp được súng nè. Ây da, ây da, đau quá, ây da, trời ơi, quá mấy bạn ơi, chết rồi, dịch ơi, cứu em với. Anh nâng cấp được súng nè, trời từ, Simi đang đây đây hả, dám tấn công Phong gọi tiền, ủa hết đạn rồi, lùi ra đi em. Hết đạn rồi, em hết đạn rồi, chị chạy chạy, trời ơi bạn ơi, mình hết đạn rồi, mình phải lên trên đây để mình chế thêm đạn bạn ơi, sẵn rồi mình chế thêm súng luôn, mình đang có 15 viên kim cương nè. Ok, mình nâng sẽ cấp, chế nha. Nâng cấp súng đi Phong. Ô, em chế được súng đại liên luôn nè. Nhưng mà thôi, súng đại liên chúng mình chế là mình sẽ gọi là phí kim cương lắm. Ê, sao bà cao mũi bà ấy đổi súng đại liên, bà bắn nhanh đe thì ít mà bà bắn anh nhiều ấy. Ờ, sao bà ngắm anh dịch mà bắn không ta? Yandere. Chị cao mũi, bắn từ từ thôi nha, coi chừng hết đạn á, từ từ thôi. Ôi Phong cậu ơi. Chị mua tầm 1000 viên rồi mà em. Simi bình thường mắt xanh Phong cậu, Simi Yandere mắt đỏ. Đúng rồi, Simi Yandere là mắt màu đỏ rồi, đúng, đúng rồi. Đố Phong kết biết là trùng cuối của Yandere là ai hả Phong? Ây da, bà cá mui bà giết em. Bà bắn người quay đây. Vô dần quá. Mua bên hỏa. Bà cá mui. Bắn nước hay không? Người ta thường nói là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Là chắc có thật các bạn ơi. Ok, lẩm kim cương. Bắn Yandere thì không bắn mà thấy đồng đội là mọc lên người là mấy lỗ hả? Đúng rồi, dịch, cẩn thận, có em đây, dịch yên tâm, để em phụ dịch. Simi Yandere. Đây là Simi bình thường mắt xanh là Phong. Simi Yandere mắt đỏ, Simi trùng cuối mắt lẻ. Đậu Phong, ôi quá trời, Simi Yandere đang đuổi theo dịch luôn mấy bạn ơi. Bởi vậy mình nói mấy cái ông mà xấu á, dễ bị ghét lắm. Phong nhìn. Các em bình tĩnh, các em từ từ, anh có chữ ký, các em bình tĩnh. Alo, các em bình tĩnh em ơi. Anh ơi, Simi Yandere đang đuổi theo anh để giết anh chứ phải đuổi theo để xin chữ ký đâu. Không, xin chữ ký mà Simi Yandere là mấy trai lắm. Anh đẹp trai là bắt đầu mấy trai. Cứu mình các bạn ơi. Ôi mấy bạn ơi, coi nè. Quá trời kim cương. Xin giới thiệu bạn, đây là idol Cao Mui cùng với cả dàn fan hâm mộ khủng khiếp. Không nhìn. Trời ơi, Cao Mui. Ui! Mấy trai ơi. Cao Mui đây. Cao Mui chị làm cái gì mà sao bên dưới chị nhiều Simi Yandere vậy? Trời ơi, đúng là gọi là núp Cao Mui. Phong ơi, tốt nhất anh và em nên ra kia chọn mấy con lẻ lẻ đi. Để cho bà Cao Mui bà lo cái đám này đi. Em hết đạn rồi. Mình sẽ dùng cung mấy bạn ơi. Ra kia lo mấy cái đám lẻ lẻ đi Phong. Bà Cao Mui bà bắn anh hoài à, anh mệt quá. Bà bắn ra ngoài. Tao bắn mày ra đây. Chị Cao Mui xử phát đám ở đó nha, em qua đây. Hey, headshot. Ê, bà Simi bà đừng có con nhanh lẻ lẻ kìa mày. Ông ơi, bà Cao Mui. Cái gì vậy? Mọi người ơi, mày chết à. Cá mui coi chừng, chạy đi cá mui, chạy đi để em phụ cho. Mình sẽ lấy cung mình bắn nè. Thôi sao ơi, đừng bắn, đứng đây cổ vũ được ơi. Simi Yandere nè. Cá mui có súng 6 nòng mà, hello. Ừ, bạn sợ ai đâu, nhìn bạn trông nguy hiểm vậy. Cá mui, bà đeo cái súng, bà cầm cái súng 6 nòng mà bà che mặt lại, nhìn y hệt mấy thằng khủng bố. Ờ, như y hệt mấy thằng khủng bố IS ở bên nước ngoài á. Đã mang chết nè. Ê, chết nè. Phong ơi Phong, trên kia vẫn còn mấy con kìa, chọc cho nó rụng nó xuống. Ok, trời ơi bạn ơi, nhìn kìa. Trên đây vẫn còn vài con Simi Yandere nè, mình sẽ giết hết luôn. Ở chỗ này còn 2 con nè, mình sẽ giết hết. Bắn cái cung lên chọc cho nó xuống coi. Từ từ, để em giết 2 con Simi Yandere bên đây đã. Mày cần gì phải lấy cung bắn nó, phí cung ra, lấy cái ngón tay chọc vô cái lỗ mũi được rồi. Wow, ok rồi, trên đây là còn vài con nữa bạn. Bây giờ mình sẽ đánh cho nó rơi xuống luôn nha. Rớt xuống đi con. Chuẩn bị cho. Cái này là dùng tay không quýnh nó luôn dịch. Em dùng tay không em quýnh nó luôn nè. Em cầm ổ bánh mì em cho ra bánh mì luôn em. Bánh mì không luôn. Ăn bánh mì đi. Ê Phong ơi, mày biết kia nó không qua rồi đứng dưới kia nè. Này chết đi nè. Mày là Simi Yandere nè. Đúng là Yandere không biết bánh mì Việt Nam ngon hay là ngon hả mày. Ê Simi Yandere này đánh rớt là bánh mì có khi nào đến từ Hàn Quốc không? Ờ đúng rồi, nhiều khi Simi Yandere đến từ Hàn Quốc cho nên đánh rơi thấy quá trời bánh mì luôn. Ê bây giờ làm sao để cứu được năng tiên được? Ok. Cuối cùng cũng giết hết được gọi là Simi Yandere các bạn ơi. 1000 Simi Yandere mà mình danh dịch với Kamui đều có thể giết được hết luôn bạn ơi. Bọn mình thật là giỏi. Làm sao để bắt được nàng tiên xuống Phong? Hả gì? Nàng tiên hả? Ê dịch, anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao mà anh cầm súng, chị Kamui nghĩ sao? Chị Kamui cầm súng, chị Kamui bắn nàng tiên vậy? Tào lao nha. Vậy làm sao để bắt được nàng tiên xuống bây giờ? Bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau gọi là cứu nàng tiên xuống nha. Dịch kiếm được bao nhiêu kim cương rồi? Anh kiếm được 64 cộng 6 là 70 kim cương. Sao đưa đây cho em, đưa đây nhanh lên. Đây nè, 70 kim cương. Đây. Rồi còn Cao Mui được bao nhiêu? Tại sao mình giết được nhiều như thế nhưng mà mình chỉ có 37 kim cương rồi sao? Trời ơi, Cao Mui kiếm được ít xỉn kim cương các bạn ơi. Đúng là Cao Mui nước mà, không thể nào mà giỏi bằng Phong Cận đẹp trai với lại Mr. Dịch là bầu được. Ok. Đi thôi. Đeo đây. Đeo lên.
Rồi, bây giờ nè, khi mà chúng ta đã có được kim cương rồi anh em, thì chúng ta sẽ chỉ cần lít vào cái bàn chế tạo. Sau đó chúng ta chỉ cần gọi là tạo ra khối kim cương nha. Mình sẽ chế tạo ra khối kim cương nè. Khối và kim khi cương. Các bạn chế tạo ra khối kim cương rồi á, thì các bạn có thể chế tạo được tên lửa bạn ơi. Mình sẽ chế tạo tên lửa nha. Nè, mình sẽ chế ba cái tên lửa nè. Bắt đầu heo. Phong thì lấy tên lửa bắn nát bét lần tiên luôn hả? Camui lấy một cái tên lửa này, Mr. Dịch lấy một cái tên lửa đi. Tào lao, tên lửa để đeo mình bay lên chứ okay. Mình bắn đàn tiên là sao? Đeo vô nè. Ok. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau gọi là bay lên chỗ nàng tiên để cứu nàng tiên nha anh em. Đây hello mình sẽ bay em cho bạn xem nè. Em đẹp lắm. Cái gì Dịch? Là nàng tiên cái Dịch. Người ta là thiên thần á, người ta là nàng tiên, người ta không có yêu người phàm đâu Dịch. Thì nàng tiên thì đẹp thì mình khen em đẹp lắm hay gì không? Không, bây giờ em nói anh nghe nè. Ví dụ mà mình cứu được nàng tiên đúng không? Thì em mới chính là người chủ map, thì em vẫn là người cứu được nàng tiên. Còn Dịch là Dịch không cứu được đâu, cho nên là Dịch đừng hòng cua nàng tiên của em. Đây là nàng tiên của anh. Không, nàng tiên của em. Để em cứu nàng tiên nè. Ok, nàng tiên, nàng hãy đứng đây nha. Đợi ta sẽ cứu nàng. Đó. Thôi, ok. Rồi, bây giờ làm sao để bắt nàng tiên vậy giờ? Ok rồi các bạn ơi, mình đã gọi là lên trên đây cứu được nàng tiên rồi nè. Bây giờ là nàng tiên này là của em nha Dịch. Không nàng tiên là của anh nha. Xuống đi em. Ê, bảy nha, nàng tiên của em. Nàng tiên là của anh. Ê, nàng tiên tẩy ơi. Dịch đi điên hả Dịch? Ai biết không trời. Ok. Nàng tiên ơi, anh đã cứu được em rồi. Bây giờ em có muốn về nhà ở với anh không? Em hả nàng tiên? Ủa không Dịch ơi. Dịch đây, xuống đây Dịch, xuống đây. Bây giờ anh em mình chơi quảnh tù xì coi người nào thắng sẽ được nàng tiên. Chơi không? Em nghĩ cái tay là em toàn tù xì được hả? Giờ mình chơi quảnh tù xì đi, kéo búa bao, người thắng, người nào mà chiến thắng sẽ được nàng tiên, còn người nào thua sẽ được Camui. Ừ được rồi. Thôi. Ok các bạn ơi, thì hiện tại mình và Phong Cận TV và Camui đã giải cứu được nàng tiên rồi. Nàng tiên này chính là một cái món quà và có thể là sẽ giúp cho mình có những cái điều ước trong các video sau nha. Bạn nào thấy video hay nhớ cho mình một like và subscribe, chia sẻ video lên trên Facebook để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn lại các bạn cùng với cả bộ ba bà đạo có thể có tin đủ trong video sau nha. Bye bye.